Chào bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng xem việc sao chép và di chuyển nó ảnh hưởng như thế nào đến công thức. Và ngoài ra nữa là chúng ta lưu ý cách sử dụng tham số trong Excel sẽ ra sao. Với nội dung này thì các bạn sẽ có hai phần giống như cái tên thôi. Thứ nhất là cách sao chép và di chuyển công thức và xem những cái tác động của nó đến công thức như thế nào. Cái thứ hai nữa là các bạn sẽ xem cách là sử dụng tham số trong Excel ra sao. Bởi vì là nếu các bạn có thể dùng được tham số thì khi chúng ta viết một công thức nào đó, dùng tham số sẽ giúp các bạn điều chỉnh cái việc cập nhật giá trị của công thức đấy nó được tốt hơn. Bởi vì là thay vì phải điều chỉnh vào từng công thức thì các bạn có thể điều chỉnh chỉ đơn giản là điều chỉnh tham số. Thế là xong. Rồi để xem phần thứ nhất, di chuyển và sao chép công thức thì các bạn sẽ thấy có một cái tóm gọn chỉ đơn giản như thế này thôi. Là nếu các bạn sử dụng cái chức năng là copy and paste đây này, nếu chúng ta dùng copy and paste này thì nó sẽ ảnh hưởng đến tham chiếu, tức là nó có ảnh hưởng đến tham chiếu. Rồi, còn nếu mà trong trường hợp các bạn dùng là cut and paste thì cái tham chiếu đấy sẽ được giữ nguyên và không bị ảnh hưởng. Và để thử luôn ấy thì các bạn mở dùng tôi cái file có tên là 2.3 danh sách nhân sự. Sau khi mở được file 2.3 danh sách nhân sự nha, thì bây giờ các bạn chuyển xuống, ví dụ tôi xuống ô A181. Rồi, đây là cái file mà trong phần video thực hành trước chúng ta có làm. Rồi, chúng ta sẽ thấy là ô A181 thì nó đang đếm. Nó đếm cái số lượng các ô nằm trong khoảng từ A5 cho đến A180. Những ô nào mà có giá trị là nó đếm. Rồi, thế bây giờ chúng ta xem là tôi muốn chuyển cái ô A181 này sang vị trí là G184. Thì nếu mà chuyển A181 sang C184 thì các bạn có thể là chọn ô A181, sau đấy các bạn thực hiện thao tác là Ctrl X để cắt. Rồi, cái này trong phần là copy, cắt, di chuyển lần trước là chúng ta cũng đã học rồi đấy. Sau cho kích vào ô là G184 và các bạn có thể nhấn Ctrl V để dán ra, hoặc đơn giản ở trong Excel nếu mà các bạn chỉ muốn dán mỗi một lần này thôi thì các bạn có thể nhấn Enter luôn. Mà thực tế thì thao tác là cắt và dán thì thường cũng chỉ có một lần. Rồi, thì ngoài ra nữa thì các bạn có thể dùng cái việc là gì? Rê chuột vào cái đường viền của ô đấy. Rồi, chúng ta có thể là một hoặc nhiều ô nhé. Nhiều ô nó có đường viền như thế này. Ví dụ tôi chọn một lúc nhiều ô từ G181 cho đến G184. Sau đó tôi có thể rê chuột vào đường viền. Thay vì cắt và paste thì các bạn rê chuột vào đường viền, nhấn giữ nguyên. Khi nào một con chuột nó hiển thị là có cái bốn cái mũi tên đen á, là thể hiện cho việc di chuyển, thì nhấn và giữ nguyên. Sau đó kéo sang vị trí mới. Ví dụ tôi kéo tụt xuống một chút là các bạn thấy cái script bên cạnh con chuột ấy, nó sẽ hiện là G182 và G185. Thì chúng ta kéo đến G182, 185, thả chuột ra cái. Thì chúng ta sẽ có là ở cái công thức nó được chuyển hết sang vị trí mới này. Và các bạn nhìn thấy là toàn bộ tham chiếu trong công thức này khi chúng ta thực hiện thao tác di chuyển là hoàn toàn không bị thay đổi. Còn copy thì các bạn biết rồi. Copy thì thực ra là chúng ta đã biết là khi nhập một công thức trên này cho kéo xuống hoặc kéo ngang, thì cái tham chiếu trong công thức đấy nó sẽ thay đổi theo dòng hoặc theo cột, tùy theo vị trí các bạn làm. Thế trong trường hợp nếu mà chúng ta muốn copy cái nội dung này, chúng ta thực hiện là gì? Chọn cái vùng từ bây giờ nó là G182 trên G185. Rồi các bạn chọn G182, G185, sau đó chúng ta thực hiện thao tác copy. Đấy, chọn G182, 185, sau đó chúng ta nhấn Ctrl C để copy chẳng hạn. Sau khi copy rồi chúng ta nhấn sang sheet số 3. Tại sheet số 3 thì chúng ta sẽ dán nó vào ô B4 chẳng hạn. Thì bạn kích vào ô B4 giúp tôi. Thì sau khi kích vào ô B4 rồi và chúng ta thực hiện thao tác dán, ví dụ nhấn Ctrl V chẳng hạn, các bạn sẽ thấy là có đúng một ô phía dưới là count ra số 1, bởi vì là cái tham số trong này dù sai nó vẫn có 1, là vì thế. Còn lại tất cả phía trên các bạn thấy là tham số sai hết. Vậy trong trường hợp nếu mà dán ra và chúng ta muốn dán để chuyển người khác xem thì và không cần phải cập nhật cái công thức, thì các bạn có thể nhấn vào cái paste option dưới này và chúng ta chọn là paste value chẳng hạn. Thì ở đây nó chỉ dán giá trị ra thôi chứ nó không dán cái công thức ra. Còn đương nhiên là nếu các bạn muốn là có công thức bên này, các bạn có thể cắt công thức sang bên này cũng được. Đấy, thì tôi chọn là paste value. Thì sau khi tôi chọn paste value, các bạn sẽ thấy là giá trị nó được đạt hết ở trên này rồi. Rồi, vậy là xong. Ta thấy là hoàn toàn có thể là copy ở một nơi nào đấy và dán công thức ra, và chúng ta dán dưới dạng giá trị không để người ta xem. Còn lại các bạn có thể bổ sung lên trước, ví dụ A4 chúng ta viết trung bình cộng ạ. Rồi, ô A5 ta viết có thể là viết là max. Đấy là cái mô tả thôi, lớn nhất, bé nhất chẳng hạn. Min là bé nhất. Rồi, phía dưới này các bạn đếm count. Đó. Hoặc các bạn viết tiếng Việt ở đấy cũng được, thoải mái, không vấn đề gì. Trên này tôi viết nửa Việt, nửa Anh. Ok, rồi. Quay trở lại cái sheet số 1. Bây giờ chúng ta cần quan tâm một vấn đề quan trọng hơn. Đấy là sử dụng tham số trong công thức thì như thế nào.
Tại sao sử dụng tham số? Bởi vì khi mà các bạn sử dụng tham số ấy, thì thay vì chúng ta điều chỉnh những giá trị cố định, tức là những cái hàng số mà viết trực tiếp trong công thức ấy, thì ta sẽ sửa bằng cái tham số. Và như vậy là gì? Nếu các bạn dùng giá trị cố định mà thay đổi giá trị đấy, các bạn sẽ phải đi vào từng ô một để chúng ta thay đổi. Còn nếu mà chúng ta đã điền một tham số cho chị, đơn giản điền cái tham số là xong. Thông thường thì tham số trong các cái công thức của Excel chính là tham chiếu đến một ô nào đó. Và trong này chúng ta sẽ phải biết đến tham chiếu và tham chiếu tuyệt đối, nhưng cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ phải xem ví dụ thực tế ở đây. Các bạn chuyển hộ tôi đến ô G5. Trong ô G5 này các bạn nhìn này, ở trong phần trước chúng ta dùng cái công thức là gì? Lấy năm 2018 và trừ đi cái năm mà nhân viên ấy gia nhập là nằm trong ô I5. Rồi. Vậy thì nó sẽ ra năm thâm niên. Thế nhưng mà nếu mà làm như thế này thì các bạn có một cái điểm dở ấy, là sang năm 2019 hoặc muốn xem lại thông tin 2016 thì chúng ta sẽ phải thay cái con số 2018 đấy bằng cái con số kia. Thì thế nó không được hay cho lắm. Vậy sẽ hay hơn nếu như thế này. Bây giờ tôi sẽ đứng vào ô A2. Rồi các bạn đứng vào ô A2 đi. Sau điền con số là 2018 chẳng hạn. Enter. Sau khi có số 2018 trong ô A2 rồi, tại vì làm sao? Cái danh sách nhân sự này nếu tôi báo cáo cho năm 2018 thì tôi có số 2018 thì cũng tốt. Nếu muốn báo cáo 2016 thì tôi sửa con số này 2016 là xong. Tôi sẽ sử dụng luôn, tức là đứng vào ô G5, tôi dùng luôn ô A2 trừ đi cái ô I5 thì nó ra được thâm niên. Để ta thử cái nhé. Bây giờ chúng ta đứng vào G5 cho viết dấu bằng cả. Xong rồi chúng ta kích vào ô A2, rồi cho gọi dấu trừ, rồi kích vào ô I5. Xong Enter. Xong. Thế tôi ra được thâm niên, đúng là lấy A2 trừ đi I5. Sau cho array chuột vào góc dưới cùng phía bên tay phải và chúng ta nhấp đúc để cho tất cả các công thức phía dưới nó sẽ được cập nhật theo. Người ta nhấp đúc. Tuy nhiên là các bạn nhấn nhấp đúc xong các bạn thấy có vấn đề này. Mỗi cái ô G5 là đúng, còn ô xem nào, G6 sai. G6 âm, mà sai rồi. Cái ô dưới đều sai hoàn toàn, nó báo là value tức là lỗi về giá trị. Thế tại sao? Bây giờ các bạn nhìn lại này. Trong ô G5 thì công thức là từ gì? A2 trừ đi I5. Rồi không sao hết. Nhưng trong ô G6 công thức là A3. A3 thì hỏng nên trừ đi I6 là sai. Do vậy chúng ta phải làm sao mà cố định lại được ô A2. Cụ thể chính là chúng ta dùng cái gì? Tham chiếu tuyệt đối. Các bạn dùng tham chiếu tuyệt đối. Đấy, tham chiếu tuyệt đối. Ví dụ như thế này. Để chúng ta cố định lại cái ô A2. Thực ra tham chiếu tuyệt đối sử dụng cái gì? Dấu đô la, tiền này. Tiền đặt đâu là giữ đấy, có nghĩa là thế nào? Các bạn nhìn nhé, cái dấu đô la mà đặt đằng trước chữ A thì khi chúng ta kéo ngang tham chiếu đấy không thay đổi, tức là A vẫn là A. Còn bình thường mà các bạn không có đô la, kéo ngang A sẽ thành B, C, D, đúng không? Rồi, cho có đô la đặt đằng trước cái số của hàng thì khi kéo dọc hàng không đổi. Tức là sao? Cho kéo dọc số 2 này sẽ giữ nguyên là số 2 và nó không thay đổi gì cả. Đó. Còn nếu bình thường mà cho chỉ viết là A2 thì khi kéo dọc chẳng hạn nó sẽ thành là A3, A4, A5. Hoặc cho viết là đô la A2. Rồi khi kéo dọc nó vẫn thay đổi là đô la A3, đô la A4, đô la A5. Đấy. Do vậy là nếu mà các bạn đặt dấu đô la đằng trước tên cột và đằng trước số của hàng thì lúc đấy chúng ta sẽ có một cái gọi là tham chiếu tuyệt đối, tức là kéo dọc cũng không được mà kéo ngang không được. Thế bây giờ ta thử luôn nhé. Quay trở lại kia. Trong cái ô công thức của các bạn vào ô I5, cho phải vào ô G5 để sửa thôi. Cho vào G5 để sửa. Rồi các bạn kích vào chỗ A2. Bây giờ mà cho vào từng chỗ một để đặt đô la thì cũng được. Nhưng ngoài ra ấy, có cái cách để người ta nhập đô la nó nhanh hơn. Đấy là nếu người ta nhấn F4 một lần. Đấy các bạn thấy không? Đứng vào chỗ A2 ấn F4 một lần thì nó sẽ đặt đô la luôn đằng trước cột và đằng trước hàng. Vậy là các bạn kéo dọc kéo ngang đều không đổi. Nhưng thử nhé. Ấn F4 lần 2. Sau khi các bạn nhấn F4 lần 2 các bạn sẽ thấy là nó thành là A đô la 2, có nghĩa là kéo dọc không đổi còn kéo ngang vẫn đổi như thường. Có những tình huống cho sẽ phải dùng đến nó trong các video sau cho sẽ gặp nó thôi. Rồi F4 lần 3 thì nó sẽ thành đô la A2, có nghĩa là kéo ngang không đổi, kéo dọc thì vẫn đổi. Rồi F4 lần thứ tư có nghĩa là các bạn không ấn F4 lần nào. Nào giờ với bài toán này thì các bạn có thể ấn F4 một lần là đủ rồi. Như vậy chúng ta sẽ có là bằng đô la A đô la 2, có nghĩa là khi kéo dọc ấy, cái ô A2 nó vẫn là A2 trừ đi 5. Enter cái nào. Rồi sau khi xong các bạn rê chuột vào góc dưới cùng phía bên tay phải của cái ô G5 đấy và nhấp đúc. Ok xong.
cho xuống ô phía dưới ô G6 chẳng hạn, các bạn sẽ nhìn thấy cái gì, G6 vẫn là A2 chứ đi E6. Ô G7 thì sẽ là gì? A2 chứ đi E7. Đấy. Như vậy là chúng ta đã cố định được rồi. Rồi, như vậy là các bạn đã nắm được các vấn đề liên quan đến việc là sao chép di chuyển công thức trong Excel, và đồng thời là chúng ta biết cách sử dụng đến tham chiếu tuyệt đối. Nếu có bất cứ vấn đề gì cần trao đổi, cần hỏi thêm, các bạn có thể liên hệ với tôi theo các thông tin ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.